Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của tôi. Lại là tôi Duyên nè. Với cái nụ cười này thì hôm nay mình sẽ vô lại Battle Forest nha. Các bạn nói tôi là trời ơi, sao mày chơi toàn núp lùm chơi hàng như vậy? Nhưng mà comment, các bạn không biết là comment mọi người kêu mình cầm cát núp lùm. Với lại là nói chung là nó cũng có nhiều tình huống lắm mọi người, nhiều tình huống lắm nha. Dựa vào cái mục tiêu của mình nữa, ví dụ như là mình muốn chơi lâu dài này, hay là mình muốn trả thù top 1, thì như vậy thì mình cần phải tích góp nhiều máu nè, hoặc là mình yếu máu hơn thì mình buộc phải núp lùm đó. Nói chung là có nhiều vấn đề lắm. Và bây giờ mình sẽ chơi đây thử thách bụi cỏ cây hấp nha. Trời ơi, đồ bụi núp lùm các bạn à, tôi phải đổi trang phục thôi, không là các bạn khác nhận diện ra mình. Đây, giờ vô chuyến thôi. Mình quê quá nên là mình sẽ không chơi núp lùm nữa nha mọi người. Đó, mình không chơi núp lùm luôn, bằng cách là mình sẽ đạt top 1 nha. Top 1 thì không bao giờ núp lùm được, tại vì lộ vị trí quá rồi. Ê, trời, hôm nay tôi mặc bộ cỏ công nhận. Mấy bộ đồ này kiểu như là dễ bắn trúng lắm các bạn. À, có cá, chơi cá luôn. Trời ơi, đang máu yếu rồi. Tùy tình huống ứng biến nha các bạn, chứ chơi mà nhào vô là không bao giờ mình top 1 nổi á, mình dễ thua lắm. À, có một bạn dưới đây. Đó, trời ơi, hên. Ủa, sao cái này đập nó sai các bạn à? Mình hơi khó canh một xíu nha. Ơi bạn ơi, mới vô sao ám sát tôi dữ vậy nè. Ơ, trời, núp lùm ở đâu mới xuất hiện vậy? Chú gấu này. Ơi, nè, trời. 48 giọt. Làm nên kỳ tích, thấy không? Trời ơi, ỉ cầm súng thấy mình yếu máu, nhào vô chưa chắc nha. Mình phải có chiến thuật các bạn. Giống như là mình là bạn gấu lúc nãy thì có hai tình huống đúng không? Một là chạy đi, hai là tiến tới. Thì bạn gấu lựa chọn tiến tới, thấy ít máu là tiến tới liền. Nhưng mà nhiều tình huống là mình phải bỏ đi nha các bạn. Đâu phải ít là dễ ăn đâu trời. Mấy bạn, nhiều bạn hay thấy ít máu là tiến tới lắm, mà cũng bị dính chuẩn nhiều. Mình chơi gặp nhiều tình huống à. Trời, quốc hụt. Ui. Quá trời quá đất rồi, bạn đó kiểu con nào phía sau quốc mình vậy. Mình mới vừa đánh bạn kia luôn mà có người phía sau, công nhận. Quả báo đến nhanh như tên lửa các bạn à. Đây, như tình huống này mình đang yếu máu mà mình không thể ra được các bạn à. Đó, mình đang yếu máu, tự người ta chui vô thôi. Bạn thấy chưa? Đang yếu máu mà sao ra được trời. Như vậy chạy thoát còn khó nữa, nói chi là đi ra nha. Bạn nó bắn liên tục vô. À, trời ơi, đau lắm, thấm lắm rồi. Quá yếu máu rồi các bạn. Ôi. Ừ, bắn đi. Vô nè. Ý, ui. Không, tình huống này không được, hồi sinh vô các bạn. Tình huống lúc nãy á, mà tôi có xử được top 1, tôi đánh không có hụt đi ha. Tôi đánh trúng đây thì tôi cũng bị cái quả đại bác dính chuẩn à. Hay quá trời hay rồi. Hồi sinh nha mọi người, hồi sinh vô lại. Bạn kia hay quá à. Hồi nãy cầm cái ngọn cỏ này canh khó canh các bạn. Mình tưởng đâu là cầm con cá mới tới rồi, ai ngờ chưa tới các bạn. Cái ngọn cỏ này nó che được một khúc con cá rồi. Vô đây trời. Tôi top 2 5 kill mà top 1 6 kill. Chuẩn bị lên top 1. Thôi nhưng mà nếu mà mình lên top 1 thì lộ vị trí quá đúng không? Quá dễ. Lộ vị trí thì lúc đầu mà các bạn chơi mà lộ vị trí như thế này rất khó xử người nha. Rất khó xử luôn. Mình mà top 1 sớm quá, ít kill quá thì các bạn muốn lên nhiều kill và lên top rất là lâu các bạn à. Thay vì các bạn chơi cái trận mà mới đầu như thế này thì nó lên lâu lắm. Thà mình chơi nó khó một xíu, ví dụ như là mới vô mà top 1 tới mấy chục kill, mấy trăm kill đi. Như vậy mà nó dễ nha. Như vậy chơi sẽ dễ hơn, lượm năng lượng cũng nhanh hơn nữa. Chứ mà các bạn top 1 sớm quá mà ít kill như thế này là lộ vị trí hết. Lộ vị trí là nhiều người xử lắm. À, có một bạn kêu tha, thôi tha đi nha. Thôi, tôi đổi ý rồi, kêu tha mà giống kiểu như là bắt buộc phải tha vậy đó. Thôi, không tha luôn nha. Top 1 thật sự là bị lộ vị trí rồi nên khó kiếm kill lắm các bạn, khó cực kỳ. Giờ mình sắp top 1 rồi, mình có nên top 1 không trời? Ê, ui, top, trời ơi, núp lùm cơ. Bạn top 1, top 1 sắp ngủm củ tỏi rồi. À, trời ơi, chưa gì có đối thủ rồi, top 3. Top 3 nãy bắn mình, rồi chuẩn bị lên dĩa, tới công chuyện rồi bạn ơi. Trời ơi, hay, tới công chuyện rồi,
Rồi, rồi. Có chạy đang chờ cũng không khó. Ý nhẹ, tôi mộ bị bắn. Ê, để tôi. Trời ơi. Còn ít máu quá rồi. Còn ít máu quá. Đây. Đó, tôi. Ơi. Trời ơi. Bị con chim cánh cụt xử mình rồi. Trong bụi các bạn ơi, trong bụi. Lên trên. À, rồi. Top 1 ơi. Tới không chị nha, top 1. Top 1 còn yếu máu lắm các bạn ơi. Mình sẽ giật giải của top 1 nha. Ôi, em bé. Ủa, em bé tên ngoại hả? Em bé tên bà ngoại các bạn à. Từ để mình ăn thính cả nha. Rồi, có bơm rồi. Trong đây thính này có bơm có xuống. Ôi. Rồi. À, hàng chi tôi thấy có người trong đây. Rồi, đâu rồi, còn người nữa. Ủa, thử cả hai luôn hả? Hàng chi tôi thấy bóng dáng ai đó. Ơi, có con luôn kìa. Má ơi, bụi cỏ. Bụi cỏ sống dai các bạn ơi. Có người là bụi cỏ giống mình luôn kìa. Trong đây hổng cho mình thấy nhiều bạn làm bụi cỏ lắm. À, rồi xong luôn. Đây. Chơi với mình nha, Okila luôn. Mình lỡ xử bạn rồi, bạn hồi sinh vô đi. Ủa, vậy là tôi mặc bộ đồ bụi cỏ top 1 dễ dàng để sao? Trời ơi, chưa vậy mới nói xong cho mình ăn khí độc rồi các bạn ạ. À, cho mình ăn lựu đạn khí độc. Đây. Ở người rồi, tôi bị lộ vị trí rồi thấy không? Mỗi 14 kiều lộ vị trí là mấy bạn kia thấy là chạy hết các bạn ơi. Lên kiều nó khó lắm nha. Chơi nó không bắn, không có phê bằng mình gặp những người mà tay to. Lên trên. À, cũng có ai hả? Phía trên. Ui, chưa có luôn. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Trời ơi. Hiệp sĩ chúng tìm. Đâu rồi các bạn, trong bụi. Ôi, trong bụi mà không thấy đâu luôn. Hay là ao rồi. Thôi, tôi giọt qua đây nha, trời ơi. À, ui, còn cơ, phía trên cơ. Một bạn bụi cỏ nữa. Bạn này là muốn gặp idol. Idol đâu? S.O.S. Rồi gặp idol rồi đó. Tôi tiễn dông cho gặp idol rồi đó. À, trời ơi. Ui. Ai đây? Lộ vị trí rồi mọi người, khó bắn lắm. Ai mà yếu máu gặp mình là đều chạy thôi. Còn những bạn nào mà nhiều máu là canh nha. Núp lùm canh xử mình. Nói chung là mình đang trong tình huống là không thể nào mà núp lụp được rồi đó. Phải chơi như vậy luôn. A, à, trời ơi, bạn kia nhanh tay hơn. Ơi, thiệt luôn á, cái bơm này nó cũng phế lắm nè. Cái bơm tím nè mọi người. Né được nha, không thấm thía bao nhiêu. Các bạn kêu mình cầm cái súng lửa mà xử top 1 rất là nhiều đúng không? Chờ mình ở video sau nha, chờ mình nha. Trời ơi, tôi phải luyện võ công cao cường. Hiện tại là thử thách là đang cầm cái bụi cỏ top 1 là thành công rồi nè. Để cái thử thách cầm súng lửa clip sau nha, mình sẽ đẩy náo cái ba đồ forest này. Từ từ các bạn đi đói bụng á, ăn xíu. Ok, tôi đã trở lại rồi đây. Trời ơi, nãy giờ núp lùm. Ơi, ôi, ai vậy, ai trong lùm nha. Trời ơi, gan vậy trời. Nãy giờ hả, đứng đây hồi nãy rồi rình rập mình rồi, canh mình ha. Nãy giờ tính xử mình các bạn ơi. Ôi, trời ơi, sao tôi ăn xong mà sao tôi lú luôn vậy trời. À, rồi bạn này xử mình. Thấy rồi nha, thấy rồi. Nãy giờ có một bạn đang mang mang mình trong lùm các bạn, ghê thật. Thật sự ghê thật chứ. Ghim cái thanh niên kìa. Ê, nữa. Trời ơi, quá trời. Dữ dội. 500 máu thôi mà quá dữ dội luôn. Không ăn minh luôn mà, vô xử minh luôn mà. Cây cứu mình rồi. Chắc là cây cứu mình nãy giờ. Không thèm ăn minh luôn, chỉ cầm cá mà vô quất mình thôi. Nhưng mà ai có mình về đâu. Rồi, tôi ăn. Ơi, bạn này. Hồi nãy giờ các bạn người Hàn Quốc này ghi mình thì sao? Nữa. Quá trời rồi, nãy giờ quá trời nhát rồi. Trúng quá nhiều rồi, thêm cái thanh niên BB này nữa. Ê, hai thanh niên này. Trời ơi, hai đứa muốn hợp sức với nhau xử mình các bạn. Từ nha, mình lộ vị trí rồi, nguy hiểm thiệt. Nãy giờ cầm cá, cầm bơm, vô lùm núp không à. Từ, bình tĩnh, bởi vì mình không chưa đúp được. À, trời ơi, mình đã thấy yếu rồi. Thấy bị động rồi các bạn. Trời ơi, hai thanh niên. À, rồi,
hai thanh niên nó trong lùm nhưng mà không xử nhau các bạn à. Hiểu luôn, hiểu rồi đó, tôi đã hiểu rồi đó nha. Chắc là lúc mình đi ăn, hai thanh niên này nó lên kế hoạch bàn với nhau cho phe phái đồ. Ơi nữa, trời ơi, hấm lắm rồi nha. Xin theo ạ. Có nên cho mọi người, có nên cho không ta, đang yếu máu quá rồi. Nhưng mà chỉ có các bạn này thì mới thấy được những thanh niên kia trốn ở đâu thôi. Ok, cho nha. Bạn này xin ra khá là lịch sự nên là mình sẽ cho. Rồi, quá trời lịch sự luôn rồi. Ơi trời, thanh niên khủng long. Ơi trời ơi, sao tôi khờ khạo với vậy trời, tôi tự ném tôi luôn. Rồi chạy đi đâu, ôi trời ơi, núp lùm dữ vậy. Hồi nãy giờ 3-4 thanh niên cầm cá rồi đó. Sợ thật, cái map này ra cá nhiều thật. Có nhiều cái map không ra, không hề ra một con cá nào luôn á. Xuống này. Quá trời người ám sát tôi rồi. Chắc chiến này tôi hình như tôi chỉ còn một mạng thôi anh em à. Chiến này tôi đi sớm quá. Thiệt luôn á, trở thành cái người đợi vương miện sớm là đi sớm thôi các bạn. Xém xíu mình trở lộn bạn này nữa. Họ xin vô. Thanh niên này bạo lắm, thanh niên cá mập này hồi nãy giờ quá trời ơi đất rồi, bắn người ta liên tục luôn. Mình bị lộ vị trí rồi nên là thanh niên nó núp lùm ở đâu mình không biết được nha. Với lại là rất ít kill, các bạn chơi kiểu này ít kill lắm mà dễ bị xử nữa đó, không thể nào mà xử được luôn á. Tại vì chơi kiểu này á, mình tới một sớm nhưng mà mình đi đai cũng sớm nữa. Ôi trời, cầm bơm các bạn, quá trời người cầm bơm luôn rồi. Hồi nãy bạn đó xử mình, bây giờ mình sẽ xử lại nha. Từ mình phải xử lại mới được. À rồi, chị thấy rồi. Bé này mới đi đây sao nè, ok luôn. Thấy em rồi. À rồi, cầm bơm nữa thanh niên. Thanh niên kia đâu rồi các bạn? Các bạn top 2 nha, với top 4 mất tiêu rồi. Trời ơi. Nó núp lùm nữa các bạn. Trời ơi, phải chỉ có súng lửa là ngon rồi. À, mình không có lấy súng lửa nha, tự nhiên đổi thành cái bơm thúi này rồi. Này thì ngon. Khủng long của chúng tôi. Ây, không lẽ mình đi đây? Trời ơi. Hết rồi, đi rồi. Sao mà dám vô nữa? Trời ơi, vô nữa cơ. Dữ hà, thanh niên này còn nhan mình nữa. One hit xong rồi, trời ơi. Quả bơm của tôi thì dính trưởng phát huy tác dụng các bạn. Chào rồi, ăn đi bé ơi. Tôi nhận ra rồi, thấy tôi còn phòng thủ nữa là sao? Nguy hiểm nha. Đồ đệ như vậy là nguy hiểm nha. Ơi, một bạn treo mái chắc là cũng đi ăn giống tôi rồi. Ai đây? Ủa ai vậy? Nãy giờ tôi nhận được một đồ đệ thôi à. Có máu rồi, trời ơi, quá trời máu luôn. Ngon lành cành đào rồi, phải tích góp nhiều máu các bạn, bốn mình luôn. Từ bình tĩnh nha các bạn ơi. Giờ mình phải top 2 còn hồi sinh nữa cơ. Top 2 còn hồi sinh. Hồi sinh vô là 5.000 mấy máu mà các bạn này là nãy giờ me mình. Chắc mình chuẩn bị lên dễ. Ơi, trời. Cứu, mang. Mới vừa nói luôn á, thanh niên nó có cách chơi giống mình đó các bạn ơi. Bởi vậy núp lùm quyết trả thù tới cùng mà. Để tôi vô lại ván mới, tôi trả thù nhanh gọn lẹ cho mọi người coi nè. Coi nè nha, coi tôi trả thù cái thanh niên top 1 BB này nè. Trời ơi, vô ván mới gặp nữa là kiểu đúng bài rồi. Đúng bài rồi các bạn ơi. Vô ván mới gặp nữa. Rồi tới công chuyện rồi nha, có thù là phải trả. Này thì núp nè. Tiêu rồi, này thì núp nè. Ơi trời ơi, ám sát tôi rồi. 44 máu. Bữa tôi diệt bạn kia còn đúng một máu luôn các bạn à, một CC luôn. Mình 44 còn hơn đó nha. Hay thiệt chứ. Sự còn đúng một viên máu luôn. Lên trên các bạn ơi, đổi cái khẩu súng này cái có máu rồi, có máu lại rồi. Chiến này à, tới công chuyện nha, tớ mồm ơi. Chiến này ơi có máu. Rồi bạn kia hăng. Thiệt luôn, mới hồi sinh cũng ăn máu nữa. Xuống này làm tôi bị yếu máu á, trời ơi. Chính mình dính năng lượng, thấy là rén rồi nha, thấy rén rồi đó. Xuống đây thì lại có máu. Đó, ôi bụi cỏ giống tôi cơ. Ui sao nhiều thanh niên bụi cỏ vậy. Ôi trời, hắt vô các bạn ơi.
Rồi xong. Trận chiến tới đây là kết thúc, chưa kịp trách thù luôn á. Hát vô các bạn. Ok, video tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký kênh, và có thử thách gì thì cứ comment ở bên dưới nha. Bye bye mọi người.